Xin chào mọi người. Thì Phần Lan á, là được mệnh danh là một cái quốc gia thể thao ở trên thế giới. Nhưng mà cả mọi người thấy á, thì ở đây toàn là tuyết không à. Thì không biết là người ta chơi thể thao như thế nào. Thì lúc mình mới đến mình cũng có nhiều cái thắc mắc như vậy. Thì ở phía sau lưng của mình á, có cái tòa nhà là Urheilutalo, có nghĩa là phòng thể dục thể thao. Thì ở trong đây có rất là nhiều cái chơi môn chơi thể thao ở trong đây để mà mọi người có thể chơi vào mùa đông như thế này nè. Ở Phần Lan thì người ta tập thể dục thể thao rất là nhiều và người ta chơi những cái môn phổ biến giống như là khúc côn cầu nè, rồi trượt băng, trượt tuyết nè, đá banh, cử tạ đó, bơi lội cũng có, rất là nhiều cái môn thể thao bên đây. Và các bạn nhỏ thì đi học á, thì cũng được học rất là nhiều và được học qua tất cả nhiều môn để mà yêu thích môn nào thì sẽ tham gia chơi cái môn đó. Có cưỡi ngựa nữa. Thì bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan cái khu thể dục thể thao này, xem ở trong đây người ta có cái gì nha, để mà tại sao mà mọi người chơi thể dục thể thao ở Phần Lan rất là nhiều. Thì bây giờ cả nhà cùng mình đi nhé. Welcome to Life in Happy Country Channel. Đây là cái hướng đi vào cái khu thể dục thể thao Urheilutalo. Đây là cái bảng thông tin các hướng đi. Thì ở đây á, ở bên đây người ta có cái mũi qua này là info nè, rồi Umahali có nghĩa là hồ bơi, rồi Lipun Muinti có nghĩa là cái nơi bán vé, còn Urheilutalo có nghĩa là cái khu mà phòng thể dục thể thao, rồi cái từ là Liikunta Toimi có nghĩa là những cái về thể dục thể chất, còn Kielahali có nghĩa là chơi bowling. Bây giờ thì cả nhà sẽ cùng mình đi vào cái khu vực mà đi xuống dưới trước ha, để mình xem những cái phòng thể dục thể thao, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào hồ bơi. Rồi đây là cái hướng mà đi xuống cái nhà thi đấu thể thao, nó sẽ nằm ở dưới cái tầng giống như gọi là tầng hầm đi. Mình đang đứng ở mặt đất. Ở đây thì người ta sẽ có những cái barrier và mình có cái thẻ đó, thì mình có thể tự đến đây để mà mình quẹt cái thẻ mình vào đây và mình đi vào, hoặc là mình có thể mua những cái phiếu đó, rồi sau đó là mình có thể tự quẹt vào luôn, hoặc là nhờ mọi người có cái mã pin đó, đây, pin Cody, thì mọi người có thể đến đây rồi nhập mã và đi vào. Rồi ở dưới bên đây á, thì cả nhà thấy là có những cái môn là chơi bắn súng nè, bắn cung, cử tạ, boxing, đô vật, tập yoga, karate, và mình có thấy cái nơi để mà chạy xa, nhảy đà, rồi ném tạ nữa, rồi chơi đánh banh nữa, là nó sẽ được nằm ở dưới cái khu vực là tầng trệt dưới đây. Và bây giờ thì cả nhà cùng mình đi qua cái khu barrier này để mình đi xuống dưới nhé. Rồi ở đây là cái khu vực ở dưới tầng hầm và có rất là nhiều cái phòng chơi thể thao, như đây là cái khu phòng mà chơi boxing. Ở bên trong thì cả nhà thấy nó cũng khá đơn giản thôi, nó không có cầu kỳ gì. Rồi tiếp theo đó là cái phòng karate. Thì mình có hay tập những cái về yoga đó, thì cô giáo cũng dẫn vào cái phòng karate này. Các bạn tiếp tục cùng mình đi tham quan một số cái phòng tập thể dục thể thao khác nữa nha. Đây, ở đây các phòng thì nó san sát với nhau. Và đây là cái phòng tập về giống như là thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu gì đó. Và còn đây là cái phòng về đô vật, thì các bạn đang tập luyện ở trong đây. Và đây là cái phòng về tập về chèo thuyền. Ở Phần Lan cũng có nhiều cái loại chèo thuyền kayak, cũng tổ chức thi đua, rồi mùa hè đó mọi người chèo thuyền kayak này cũng rất là nhiều. Trong đây thì mùa đông thì người ta tạo ra một cái phòng mô hình như thế này để tự tập. Và đây là cái khu vực tập thể hình, và mọi người là thấy có chạy xa, chạy lấy đà, rồi có ném tạ, có nhảy cát ở khúc dưới nữa. Và tiếp theo đây là cái phòng thay đồ và có cả nhà vệ sinh ở trong đây luôn. Mọi người trước khi vào thì sẽ máng đồ hết trong đây. Tập xong thì mọi người sẽ quay ra để lấy đồ và giày dép ở đây. Bây giờ thì mình sẽ quay ngược lên trở lên và mình sẽ đi qua cái khu vực là nhà thi đấu thể thao. Khu vực mà để mà chúng ta đi xuống một cái nhà chơi thể thao lớn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi vô cái khu vực này nha, để xem coi ở trong đây người ta chơi những cái môn thể thao gì ở đây. Ở đây thì
người ta đang có chơi được cái bóng rổ nè đó, rồi người ta có những cái lưới để người ta ngăn cái sân này ra. Và cái sân này á, là có thể chơi được rất là nhiều thứ luôn. Thì rồi cái ghế này có thể kéo ra được nữa, thì mình sẽ để cái hình ảnh mà những cái ghế này kéo ra và mình đi ở bên dưới á, để cho cả nhà xem. Và những cái môn thể dục thể thao mà người ta đang chơi ở trong cái khu vực này thì đèn rất là nhiều, rất là sáng, cho nên là cả nhà thấy không, coi như nó là một cái sân vận động mini ở trong một cái nhà thể dục thể thao như thế này. Và ở bên dưới là sẽ có những cái phòng tập riêng ở bên dưới nữa. Bây giờ cả nhà cùng mình đi xuống bên dưới nha. Rồi, ở đây á, là cái khu vực phía dưới cái khán đài. Thì bây giờ mình sẽ quẹo vào bên trong để cho cả nhà xem cái dạng khán đài này nè. Là người ta có thể xếp nó lại rất là rộng, còn có một hàng thôi. Và khi chơi nhiều thể thao thì ta sẽ ngăn cái lưới ra. Ở dưới đây thì mọi người đang chơi cái môn là giống như là đá banh. Còn đây là cái khán đài có thể xếp ra xếp vô lại để cho mọi người có thể ngồi được nhiều hơn hoặc ít hơn và có nhiều cái diện tích hơn. Còn khu vực này thì các nhà thấy là người ta đã ngăn lưới ra nè, để chia ra hai bên chơi hai cái môn thể thao khác nhau. Rồi, cả nhà đã đi một vòng ở bên dưới và xem cái sân động với mình rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên cái phần mà nơi bán vé nè, rồi cái hồ bơi nè, và chơi bowling ở cái khu vực bên đây, để cả nhà thấy được là ở đây nó cũng có khá là nhiều cái mô hình hoạt động thể thao ở đây. Bây giờ cả nhà cùng mình đi vào phần bowling và bên bơi lội nhé. Đây, đây là cái khu vực mà chơi bowling ở tại bên Hồng Lan. Thì mình đứng xa xa thôi, mình không thể đi vào bên trong đó để mà quay cận cảnh cho cả nhà xem được. Thì mình có gì mình xem đó nha. Tại bên Phần Lan á, quay video rất là khó khăn, mọi thứ không có được cho phép nhiều. Mình chỉ quay toàn cảnh chứ mình không thể quay trực tiếp cận mặt mọi người được đó. Thì ở đây mình thấy người ta chơi bowling thường xuyên luôn. Đây là những cái huy chương ở đây người ta đạt được và người ta trưng bày ở khu vực này. Ở khu vực này kế tiếp á, nó sẽ là cái hồ bơi. Thì cả nhà thấy ở đây người ta sẽ có bán những cái đồ ăn sẵn cho chúng ta luôn, và bán những cái dụng cụ để mà bơi ở đây nếu mà chúng ta không có. Và ở đằng kia đó là cái quầy mà lip pool mutui, nghe là cái nơi mà bán vé, và đây là bán đồ ăn. Thì chúng ta có thể đến đó để mà mua vé hoặc là mua đồ ăn ha. Và tại đây á, thì người ta cũng có những cái máy mà gọi là mua vé tự động, thì chúng ta có thể mua vé ở đây. Rồi, ở đây á, thì nó sẽ có cái giá đó là dành cho người lớn nè. IQ set nè là 6,6 euro. Còn trẻ em mà 6 tuổi á, thì 1,65. Và ở đây á, thì mình thấy á, là có cái Obis Kelly nè là học sinh. Rồi, Tuyoto có nghĩa là người thất nghiệp hay gì đó. Rồi, Ala là cái người lớn tuổi thì 3,50. Cho nên nó là mọi người mà còn là sinh viên á, hay là đang đi học hay là gì đó, thì hoặc là thất nghiệp hay là người già, thì mình mua cái vé nó sẽ khá là rẻ, chỉ 3,50 thôi, để mà mình có thể vào trong cái hồ bơi này mà mình bơi. Thì con mình á, mỗi chiều nó cũng sẽ đến đây để nó học bơi. Và mình sẽ làm một cái video để mà mình review cho cả nhà xem là ở trong cái hồ bơi này gồm có cái gì nhá, đi bơi như thế nào, và sauna công cộng ở đây luôn. Thì trước khi vào hồ bơi sẽ có đi sauna, và chúng ta mua vé xong thì chúng ta sẽ tự động lại cái quầy này để mà mình check in vào bên trong. Rồi bây giờ thì mình đi ra thôi. Ở đây là ở bên ngoài của cái hồ bơi, nó có cái chữ là Yêu Mà Hali, có nghĩa là hồ bơi. Thì đó là một cái khu vực mà thể dục thể thao ở tại bên Phần Lan này. Cái trung tâm thể thao này nó cũng vừa và nhỏ thôi, nó thuộc dạng trung bình, ở thành phố trung bình của mình ở. Thì mình nghĩ những thành phố lớn nó sẽ rất là lớn hơn. Và video này thì mình chỉ muốn để mà giới thiệu để mọi người hiểu hơn về cái nhà thể thao ở bên đây, nó gồm có những cái gì, để mà sau này á, chúng ta có đến Phần Lan chúng ta sẽ biết được là hình dung nó sẽ hao hao như vậy. Và mỗi thành phố nó cũng sẽ bố trí có thể là sẽ khác nhau, nhưng mà cơ bản những cái nội dung nó sẽ gần giống nhau. Tại vì Phần Lan á, mọi thứ cái format của nó đó nó gần tương tự với nhau, rất là hay ở chỗ đó. Cho nên là chúng ta cần biết cái phần chung thôi, phần cơ bản thôi, thì là mọi thứ nó cũng sẽ hao hao với nhau.
Và bây giờ thì mình sẽ đi đến cái phòng mà cử tạ ở ngoài trời cho cả nhà cùng xem nhé. Thì cái này là được sử dụng miễn phí dành cho học sinh, dành cho những cái người bên ngoài. Và ngay nhà mình cũng có cái phòng cử tạ như thế luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đến đó nha. Bây giờ cái nhà thì phía sau của mình á, đây là cái phòng mà tập thể dục, để nó gọi là Oni Gym ha. Thì gym đây có nghĩa là tập về tập gym. Mình cũng biết dùng từ sao nữa, nhưng mà chắc mọi người nhìn này thì mọi người hiểu đó. Ở đây thì người ta có những cái dụng cụ thiết bị sẵn để mà cho chúng ta có thể vào đây để tập luyện những thứ này đó, và những cái dụng cụ như thế này. Thì hôm sau mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn để giới thiệu về cả nhà về những cái máy này, và mình được cô giáo trong đây cũng giới thiệu đến đây để mà tìm hiểu về cách sử dụng những cái thiết bị này. Tại vì ở ngay nhà mình á, ở nhà mình bước xuống có một phút là mình đã có những cái phòng tập gym như thế này rồi, những cái máy tập gym ngoài trời miễn phí luôn, và mình cứ đến đó mà mình sử dụng thôi. Những video sau mình sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà về những cái hoạt động thể thao ở bên ngoài, ngoài những cái mà học ở trong cái nhà thể thao này, để cả nhà biết thêm những cái hoạt động thể thao của người Phần Lan vào mùa đông như thế nào nhé. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.